Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Nguy cơ mắc bệnh khi dùng mỹ phẩm khử mùi. Thưa quý vị và các bạn, theo trang thông tin 360 độ của Bộ Y tế, mỹ phẩm khử mùi, chống tiết mồ hôi có nguy cơ gây bệnh cho con người, trong đó có nhiều loại bệnh nguy hiểm. Nhiều người thường có thói quen phải xịt một loại mỹ phẩm làm giảm mùi cơ thể hay lăn nách, tránh tiết mồ hôi trước khi ra khỏi nhà, nhưng họ lại không biết đây là một trong những mối nguy hiểm gây nhiều bệnh tật cho con người. Hầu hết các sản phẩm khử mùi và chống tiết mồ hôi trên thị trường đều là chất tổng hợp, do đó nó rất độc hại với làn da của chúng ta nếu sử dụng thường xuyên còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, tốt nhất là không hoặc hạn chế sử dụng những loại mỹ phẩm trên. Nếu sử dụng, hãy chọn loại mỹ phẩm có thương hiệu uy tín, tốt nhất là có sự tư vấn của các chuyên gia. gây phát ban trên da dị ứng trong các loại mỹ phẩm những sản phẩm có mùi thơm có khả năng giữ ẩm làm cho mỹ phẩm không bị khô vì điều kiện thời tiết nhà sản xuất thường sử dụng hợp chất glycol propylene glycol propylene được biết đến là một chất gây kích ứng da và có thể dẫn đến phát ban trên da gây viêm da nặng sẽ dẫn tới tổn thương gan thận ngoài ra glycol propylene còn thúc đẩy quá trình lão hóa da khô da một trong những độc tính của glycol propylene là nó thuộc nhóm chất độc thần kinh có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của bạn. Tốt nhất nên tránh sử dụng các chất khử mùi có hàm lượng lớn glycol propylene ghi trên nhãn mác. Gây bệnh Alzheimer Một trong những thành phần có tác dụng chống tiết mồ hôi là nhôm và khi xì đen da nó ngăn không cho các tuyến mồ hôi tiết mồ hôi qua da. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã từng khuyến cáo về việc sử dụng nhôm gây ra bệnh Alzheimer bởi qua nghiên cứu các nhà khoa học đã có bằng chứng cho thấy trong não của các bệnh nhân Alzheimer hàm lượng nhôm cao bất thường, bên cạnh đó khi hít phải muối nhôm trong chất khử mùi chống tiết mồ hôi có thể dẫn đến bệnh hen suyễn. Ung thư Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể nào, nhưng các nhà khoa học đã đặt ra nghi vấn về mối liên hệ giữa việc sử dụng chất khử mùi chống tiết mồ hôi với căn bệnh ung thư vú. Theo nghiên cứu, trong mỹ phẩm khử mùi chống tiết mồ hôi có thành phần chính là muối aluminium. Chính muối này có tác dụng làm xe, giúp lỗ chân lông co lại, do đó mồ hôi không thể lên được bề mặt da tiết ra ngoài. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, con người hấp thu chất này không chỉ qua da, mà còn có thể vào cơ thể qua đường ăn uống. Sở dĩ nhiều người cho rằng các loại xịt khử mùi chống tiết mồ hôi là nguyên nhân gây ung thư vú vì chúng ta thường xịt lên bề mặt da mà aluminium lại hấp thụ qua da. Vùng xịt chất khử mùi gần tuyến vú nhất. Các tế bào tuyến vú dễ bị ảnh hưởng nhất. Theo hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào rõ ràng về mối liên quan giữa ung thư vú và muối aluminium, nhưng điều chắc chắn rằng muối aluminium tác động đến tế bào ở tuyến vú, kể cả tế bào ung thư và tế bào lành của cơ thể. Do đó, muối aluminium đang bị nghi là nguyên nhân gây nên căn bệnh ung thư vú. Thông tin từ trang chi thức trẻ.net Mới đây, Hội Ung Thư Lâm Sàng Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu của mình cho biết uống rượu có thể gây ra nhiều bệnh ung thư. Nghiên cứu thống kê từ hơn 4.000 người Mỹ trưởng thành. Theo đó, các nhà khoa học nhận thấy rượu làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư vòng họng, thực quản, ung thư biểu mô, tế bào gan, ung thư vú và ung thư đại tràng. Trước đó, một nghiên cứu năm 2010 cho thấy khoảng 5,8% số ca tử vong do ung thư trên toàn thế giới có liên quan đến rượu. Các nhà khoa học cũng cho biết nhóm người uống rượu càng nhiều trong thời gian càng lâu thì càng có nhiều nguy cơ bị ung thư, đặc biệt là ung thư vùng đầu và cổ. Cho dù bạn uống bia tươi, rượu vang, nguy cơ vẫn như nhau. Nguy cơ lắc mắt khi dùng điện thoại nhiều, theo các chuyên gia đến từ bệnh viện thuộc Đảo Quốc gia Chôn Nam, Seoul, Hàn Quốc, trẻ em có nguy cơ cao bị lắc mắt nếu sử dụng quá nhiều điện thoại thông minh và giữ màn hình quá gần với mắt. Theo các bác sĩ, trẻ dưới 6 tuổi đang ở giai đoạn thị lực phát triển nhanh và mạnh, hơn nữa đại não, thị giác, thị lực đều chưa hoàn thiện. Nếu trẻ sử dụng mắt không phù hợp, có thể gây lắc mắt hoặc các tật khúc xạ dẫn đến suy giảm thị lực. Ngoài ra, những hình ảnh trên tivi, điện thoại có nhiều màu sắc, chuyển động nhanh, khiến mắt có phản xạ mạnh như đồng tử biến đổi, điều tiết mắt thay đổi, Đối với trẻ có thần kinh phản xạ chưa hoàn chỉnh, dễ dẫn đến thay đổi bất thường trong mắt. Có thể điều trị triệu chứng này ở trẻ em bằng cách ngừng sử dụng điện thoại di động trong vòng 2 tháng và không nhìn vào điện thoại di động quá 30 phút liên tục. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo.